năm việc nhà còn con, nhưng tàn phá tận xương tủy của mẹ sau sinh. Các nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng, phụ nữ sau sinh dù đẻ thường hay đẻ mổ, cũng cần tối thiểu một tháng để cơ thể phục hồi trở lại. Đây là giai đoạn mềm yếu nhất trong cuộc đời của chị em. Nhưng ai chủ quan không chịu kiêng khem, thì sau đó sẽ nhận thấy hậu của ngay lập tức. Có người phải cắt tử cung, có người lại đau nhức xương cốt không đi nổi, có người thì bị tiểu xón cả ngày. Theo lời khuyên của bác sĩ, tối thiểu trong một tháng sau sinh, mọi hoạt động của mẹ chỉ nên xoay quanh việc ăn uống, vệ sinh cá nhân và nghỉ ngơi. Đôi khi các mẹ cảm thấy mình khỏe khoắn nên muốn xông pha việc nhà. Cũng có người vì ngại ngùng với mẹ chồng mà không dám để tay chân không. Tóm lại, vì bất cứ lý do gì thì đây cũng là việc làm cực kỳ sai lầm. Nhiều chị em đang tự tàn phá sức khỏe của mình mà vẫn không hay biết. Mẹ nhớ bấm theo dõi kênh và đừng bỏ qua video này nhé. Đầu tiên là giặt quần áo. Mẹ sau sinh thường muốn giặt quần áo cho mình, và đặc biệt là quần áo của con. Đương nhiên, việc giặt quần áo sẽ phải ngồi cúi người rất lâu. Chị nào ngồi xuổm thì lại càng tệ hại hơn. Tư thế này không chỉ tạo áp lực lớn lên xương sống, mà còn khiến mẹ dễ bị đau lưng kinh niên. Thậm chí nó còn tạo áp lực đẩy mạnh xuống vùng bụng dưới và sàn chậu, làm cho nội tạng bị sa xuống, do lúc này các dây chẳng đang bị giãn ra quá mức. Hậu quả là làm nghiêm trọng đến sức khỏe và thẩm mỹ của phái đẹp. Sa sinh dục cực kỳ khó để khắc phục, nên tốt nhất là mẹ hãy chủ động phòng tránh nhé. Hay đi chợ. Việc đi chợ tưởng chừng như rất nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa những nguy cơ đáng sợ đối với phụ nữ sau sinh. Kể cả bác sĩ hay các cụ xưa cũng đều khuyên mẹ đẻ xong không nên ra gió, đến chợ đông người và nói quá nhiều. Dù đi lại bằng xe máy hay đi bộ, cũng đều khiến chị em mệt mỏi, đau nhức khắp người. Ai không che chắn cẩn thận còn có thể bị lạnh, dẫn đến cảm gió ngất xỉ vô cùng nguy hiểm. Tiếp theo là đừng nấu cơm. Sau khi sinh, đặc biệt là trong tháng đầu tiên, sức khỏe và cơ quan nhạy cảm của mẹ chưa thể hồi phục lại. Đừng quá lâu sẽ khiến toàn thân tê mỏi, làm tăng nguy cơ đau lưng, vai và gáy nếu thường xuyên phải đứng lâu. Mẹ sẽ rất khó để hồi phục, lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi căng thẳng. Vì vậy hãy cố gắng nhờ sự trợ giúp của người thân để được nghỉ ngơi đầy đủ. Lưu ý không nên đứng liên tục trong 30 phút các mẹ nhé. Muốn quét nhà hút bụi. Muốn quét nhà hay hút bụi thì các mẹ bắt buộc phải khom lưng. Đây là một trong những tư thế cấm kỵ đối với những người có thể trạng yếu như phụ nữ sau sinh và kể cả những người có tiền sử đau lưng đau cuộc sống. Nhưng vấn đề là trong sinh hoạt hàng ngày có vô số việc bắt buộc mẹ phải khom lưng, như thay tã cho bé cúi xuống nhặt đồ, cúi xuống bế em bé và tắm cho con. Cách tốt nhất là mẹ hãy luôn ý thức về việc này, để cố gắng giữ lưng thẳng và hạ hông từ từ xuống thay vì cúi người. Cuối cùng là cọ rửa nhà tắm. Việc cọ rửa nhà tắm khiến các mẹ phải tiếp xúc với rất nhiều nước lạnh và cả những hóa chất độc hại. Thực tế các loại hóa chất như nước rửa chén, xịt phòng sơn tường, nước tẩy rửa đều không tốt cho mẹ bầu và mẹ sau sinh. Đặc biệt nước cọ bồn cầu là nguy hiểm nhất. Nếu hít phải hoặc tiếp xúc với các loại hóa chất này, các chị em có thể bị buồn nôn, chóng mặt, thậm chí là nhiễm độc. Điều cần làm là hãy luôn đi một đôi tất mỏng để tránh chạm chân trực tiếp xuống lên nhà lạnh. Lý do là vì cơ thể lúc này đang yếu, lỗ chân lông đang giãn nở nhiều, nên khi bị lạnh sẽ co lại đột ngột và dẫn đến bị cảm. Mặt khác, lòng bàn chân có rất nhiều dây thần kinh và liên quan mật thiết tới sáu phủ ngũ tạng, cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe. Do đó cần giữ ấm thường xuyên chứ, tuyệt đối đừng để lạnh mẹ nhé. Hy vọng với những chia sẻ trên đây sẽ mang đến cho mẹ những thông tin hữu ích để phòng tránh sau sinh. Cảm ơn ba mẹ đã lắng nghe, đừng quên bấm like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất từ chúng mình nha.